đỡ rồi giữ nhà nấu cơm rồi cho người ta vậy đó, nuôi nó lớn cơm có vợ nó không có nghĩ tới là nó nhớ không nhớ cũng được, nó về nó thấy vậy mình chắc quất vậy rồi nó bỏ nó đi đâu luôn. Ở nhà ông chủ đất này cũng có mười mấy năm, 20 năm hả con. Hồi đó ở cái nhà rách rưới á, là nó còn nói là nó cũng nói là người ta có sắm cái này cái kia đầy đủ à, còn bà không có sắm gì hết. Ta nói trời ơi, ta không có tiền mà sắm gì giờ, mày nói gì kỳ vậy. Bà lo được con là mừng lắm rồi. Mà lo được nó lớn rồi, mà nhân bà cũng cố gắng cho ăn học rồi. Rồi hồi nhỏ tới giờ bà lì xì được nhiều nhất là nhiêu? Nhiều nhất là có người cho 10 ngàn, có người 5 ngàn, có người 2 ngàn, có người có 1 ngàn. Người ta cho mình quý lắm rồi chứ đâu, mình đâu có làm gì cho người ta được đâu mà người ta cho mình quý. Mua cá biển đó, cá biển con này con kia đó, kho ăn. Năm nay bà ăn Tết một mình nữa hả? Để cả Tết coi có về không? Dạ, đây là bao lì xì của sư cô tặng cho bà. Để bà cầm đi rồi chụp hình ha. Dạ. Tại đây đi. Bây giờ bà cầm bao lì xì bà thấy như sao? Trời ơi, bà cầm mừng dữ lắm nha, mừng không lẽ bà rung ra. Mừng đâu gia đình đâu có ai con cái chị em gì đâu ai nhìn có, đâu có ai nhìn vì vậy thấy mình nghèo nghèo khổ nhìn để làm gì. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị, em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Hôm nay em trở về Bến Tre ghé thăm lại hoàn cảnh của bà cụ Thọt. Thì bà cụ hiện tại sống một mình, bà cụ có một người con trai và người con trai cũng bỏ bà đi mấy năm trời biển biệt không về thăm để bà sống một cuộc sống đói khổ. Hôm nay cũng Tết tới thì em ghé thăm bà, gửi cho bà một ít quà để bà có quà để bà ăn Tết cũng như là gửi bà một ít lì xì của Mạnh Thường Quân. Bà hiện tại sống một cuộc sống rất là khó khăn luôn. Hôm nay em xuống chắc bà vui lắm. Dạ thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị vào bên trong nhà để gặp lại bà. Rất mong cô chú anh chị em xem cho em xin một like, một chia sẻ, một bình luận, một đăng ký kênh để ủng hộ em. Và ở phía sau lưng em đây là đường để vào nhà của bà. Bây giờ em xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với em ạ. Dạ thì bà hiện tại sống ở đây nè cô chú anh chị. Bà ơi, bà, con xuống thăm bà nè. Dạ, chào bà. Dạ, bà nhớ con không? Dạ được rồi bà ơi, con không ngồi đâu. Dạ, bà còn nhớ con không? Lâu quá quên hả? Quên rồi. Dạ. Đâu nhắc lại coi. Dạ, thôi quên thì từ từ nhớ ha. Rồi, cố gắng cục lại cho bà nha. Dạ. Chụp hình à? Chụp hình với phim. Bà nay khỏe không? Cũng khỏe. Dạ, hôm nay thấy nhà bà dọn dẹp lại ha. Nhà này đẹp lại đó. Đẹp lại. Dạ. Họ cho đó. Họ thấy không có, họ cho cái ốc chén. Dạ. Không biết phải chú hôm hồi đó nè. Lâu quá bà quên rồi ha. Dạ. Vậy là cái này người ta cho bà ha. Cho. Dạ. Ta cho cái giường nằm này nữa. Dạ. Rồi bà nằm thấy im lưng không? Im. Dạ. Rồi cái võng đâu mới vậy? Cái võng đó họ cũng cho luôn. Dạ. Người ta lại ta thấy không có đó. Dạ. Ta cho đặng nằm. Ta thấy thương quá ha. Ta thương. Để lấy ghế chú ngồi nghe. Dạ. Rồi bữa nay bà ăn cơm gì? Ăn cơm với cái này nè. Dạ. Đồ ăn đâu ngon cái vậy? Tép. Tép mua. Dạ. Mua tép về ra ăn. Cái này ai làm cho bà? Cái này cái cô bên kia làm giùm. Dạ. Làm giùm bưng qua. Dạ, cô nấu, đó bưng qua ha. Nấu cơm nữa. Dạ, ngon quá ha. Con mở đấy nha. Mở coi. Dạ, mở coi. Cho con đi tham quan nhà bà xíu được không? Đúng rồi. Chú cứ đi. Dạ. Đi đại đi, đi thôi đại. Nhưng mà con đi với bà mới được. Vậy hả? Dạ. Để bà lấy cây gậy nha. Dạ, cây gậy bà đâu? Đây. Dạ. Rất là thương bà luôn cô chú anh chị. Bà đi thì phải có cái cây gậy kề bên bà. Rồi bữa giờ bà có nấu ăn gì không? Cô có nấu giùm. Dạ. Rồi dạ. Bà ngủ đâu? Tối ngủ đây nè. Dạ. Ngủ cái giường đó. Dạ. Cái giường đó cũng ta cho. Dạ, giường cũng người ta cho ha. Với cái tủ. Dạ. Cái tủ cho luôn. Rồi nay sao đồ đạc gì đó nhiều vậy? Cái nào? Gác để nó nhiều với bà.
à, cái đó để chậm á. Dạ. À, để chậm cho trái á, phải không? Chậm cho trái ha. À, rồi củi đâu nay nhiều vậy? À, người ta trở lại cho. Dạ, còn cái nồi gì vậy? Nồi nước không. Dạ. Để nhiều khi bà nấu mì á. Dạ. Bà nấu nước. Đó, nhà cửa vậy á. Dạ. Rồi từ hôm bữa giờ bà có dọn lại thêm không? Không, chưa dọn gì, để tùm lum, để bữa nào bà xếp lại phải không? Dạ. Bỏ vô tủ. Dạ. Ừ. Bà có tủ đẹp như vậy? Ừ. Cái đó chú đó cho luôn á. Chú đó cho luôn ha. À, với cái giường cho luôn nữa. Nhưng mà bà có biết chú đó tên gì không? Không có biết. Chú đó không nói hả? Không có nói nữa. Dạ. Chú nói để chú lâu lâu chú xuống. Dạ. Mà tới nay chưa thấy xuống. Tới nay chưa thấy xuống hả? À, chưa thấy xuống. À, còn nhớ chú đó không? Nhớ, dạ, tỷ xuống đây mình nhớ mặt có chưa con? Dạ. À. Lâu quá không nhớ hả? Ừ, lâu quá không nhớ. Trong lòng bà nhớ chú đó không? Trong lòng hả? Dạ. Thì nhớ chú cũng xuống cho vậy, chừng nào chú xuống xuống phải không? Dạ. Ừ. Thôi mình đi lên trước ngồi được không bà? Lên trước lấy ghế theo nha. Dạ. Tội nghiệp bà, hôm nay em xuống mà bà không biết, do là em đeo khẩu trang á. Chú ngồi ghế nghỉ nha. Dạ bà ngồi đi, con đứng được rồi. Sao vậy? Dạ. Sao không chịu ngồi? Mình lên trước ngồi luôn đi bà cho mát. Vậy hả? Dạ. Lên trước ngồi luôn đi. Ra đây ha. Dạ. Trời. Ra đây ngồi cho mát ha. Chú không chịu ngồi hả? Dạ con đứng quen rồi. Đứng quen rồi. Dạ. Rồi mấy nay cuộc sống bà làm sao? Cuộc sống là cũng bình đẳng con. Dạ. À. Con nghe nói là bà thì con trai của bà bỏ hả? Không có về. Dạ. Mấy năm nay đi đâu không biết, chắc nó thấy bà nghèo khổ nè. Dạ. Về mắt con lo. Định vậy đó con. Dạ. Nghèo quá rồi nó đâu có về làm chi. Về mắt con lo lắng vậy đó. Mà nếu nói đúng ra con thì cũng phải nghỉ ha con. Dạ. Thì cũng về chứ sao không về. Cũng về thăm mẹ ha. Ừ. Tại vì mẹ là người mang nặng đẻ đau mình mà. Mà không thương. Dạ. Ừ. Mẹ là sanh mình ra rồi mẹ làm cố gắng để nuôi con từ lúc mà con còn đỏ hói luôn mà. Phải thương mẹ đúng không? Dạ lớn rồi, năm nay cũng bốn mấy tuổi, 50 rồi đó, đâu ít con. Dạ. Mà con bà thì cũng có vợ con hết rồi hả? Vợ có vợ hết rồi. Dạ. Nhưng mà vợ cũng không về luôn. À, vợ cũng không về. Mà chồng cũng không về luôn. Dạ. Rồi bây giờ trong lòng bà còn nhớ con trai nhiều không? Không, đôi khi thì mình cũng thấy người ta có con, mình cũng nghĩ con mình, nhưng là nó đâu có nghĩ tới mình, thôi giờ cũng quên đi, biết không? Quên đi. Cũng như là trong lòng tập quên hả? À, cũng quên đi, nó đâu có nghĩ tới mình nữa đâu mà nhớ. Dạ. Rồi bà cũng nghĩ quên chứ mình con mà đâu có quên được, bỏ được, phải không con? Dạ. Rồi nó bỏ mình chứ mình đâu có bỏ nó. Thấy thương bà quá à. Rồi năm nay thì bà nhắm là con bà có về thăm bà nữa không? Không biết năm nay có về không biết. Nhưng mà nhiều năm rồi không về ha? Không có về. 2-3 năm rồi không có về. Dạ. Ừ. Về không về cũng không nói bà tiếng nào hết á? Không về, không nói gì hết. Dạ. Bỏ luôn rồi, chắc nó bỏ luôn. Trước đó là con bà có nói gì với bà không? Không có nói gì. Mà bà cũng không nói mít lòng gì hết. Dạ. Cũng dẫn biểu về đâu lâu rồi về thăm mẹ. Dạ. Nhưng thôi bắt quá nó mắc đi làm hay gì đâu có ở không được con. Phải không? Dạ. Nhưng mà thương mẹ mình thì mình có thể là hỏi bà con trong xóm rồi 1-2 năm về một lần, hoặc là vợ hỏi thăm cũng được mà. À mà không có về. Dạ. Chứ đâu có nói là bận công việc rồi không về thăm mẹ được. Tại vì con bà cũng là người miền Tây chứ đâu phải đi làm ăn xa đâu. Đâu có phải đi đâu mà không về phải không con? Dạ. Cho dù mình đi đâu mình cũng hỏi thăm mẹ tiếng, gọi về mẹ cũng vui rồi. Thôi nhưng mà dầu gì lâu lâu là cũng về thăm đi rồi đi. Dạ. Cũng được, mà nhân là không có về. Trước đó là bà làm gì để bà nuôi con bà? Làm gì hồi đó bà cũng đi làm mướn người ta làm tháng đó. Làm tháng ở đợ đó con biết không? Dạ. Ở đợ rồi giữ nhà nấu cơm rồi cho người ta vậy đó. Dạ.
Dạ. Nuôi nó. Là bà làm những công việc đó, bà nuôi con. Rồi con lớn không có vợ rồi bỏ bà. Lớn không có vợ nó không có nghĩ tới bà. Mà đôi khi bà cũng không trách. Dạ. Kệ nó nhớ không nhớ cũng được. Bà sống mình cũng có người cho cái này cái kia lâu lâu lại đó con. Ta dạ. Coi thấy bà nhà bà trống cái chú mua tủ mua đồ cho. Dạ. Bà thấy là chú đó tốt với bà không? Không, chú cũng thấy mình nhà trống lỏng vậy đó con, là mua cho. Cũng thấy, cũng nghĩ chú cũng thương, biết thương mình. Còn con mà nó về nó thấy vậy, mình trách quớt vậy, nó bỏ nó đi đâu luôn. Dạ. Nhà này là bà ở đây từ lúc nào? Bà ở đây cũng ở nhà ông chủ đất này cũng có mười mấy năm, 20 năm hả con? Dạ. Ở đây. Hồi đó ở cái nhà rách rưới hết à. Rồi mấy cái cô ở trển xuống á, thấy cái nhà bà này trời ơi, chắc sập xuống chết à. Yeah. Thôi cái ở trển cái xa mau mau xuống, cắt xây dựng cho bà. Rồi mấy chú nó cũng hỏi chủ đất rồi ở quỹ ban cũng yeah. hỏi rồi bị cắt lên. Rồi cho bà được căn nhà này ha. Cho được căn nhà bà ở. Dạ. Vậy là lúc đó là con của bà cũng ở đây hả? Không, nó ở chỗ khác. Dạ. Vậy là bà ở đây của mình à? Bà ở đây nó lên cái lúc đó cái nhà còn rách con. Dạ. Nhưng từ hồi mà cắt cái nhà ngon này tới giờ nó không có lên nữa. Nó không có về nữa. Nhà rách nó có về, mà nhưng nhà lành chưa về. Dạ. Nó còn nói bà, nó cũng nói bà, người ta có sắm cái này cái kia đầy đủ, còn bà không có sắm gì hết, ta nói trời ơi, ta không có tiền mà sắm gì giờ, mày nói gì kỳ vậy, phải có tiền ha, sắm này sắm kia phải không con? Dạ. Yeah. Cái nó nói bà vậy, từ hồi cắt nhà, không có lú gì. Dạ, yeah. Bà làm những công việc đó, bà đâu có bao nhiêu tiền đâu. Bà lo được con là mừng lắm rồi. Mà lo được nó lớn rồi. Mà nhân là bà cũng cố gắng cho ăn học đồ. Đi học đó con. Yeah. Nếu mà bà không cho nó đi học, giờ nó cũng không biết chữ nào. Yeah. Chứ không phải chơi. Rồi xong rồi trách bà là sao không sắm đồ sắm đạc. Không sắm này sắm kia mà. Con coi tiền ra bà sắm, phải không? Đúng rồi. Nó nói mà nó không nghĩ. Không nghĩ tới bà luôn á? Không nghĩ mà sao mà để có tiền sắm sửa, phải không? Yeah. Mà nó không nghĩ, nó nghĩ nói cái đó, phải không? Yeah. Nếu nó nghĩ ra thương mẹ mà được giờ người ta cho được cái nhà gì, thương dữ lắm. Nó mau nó về đoàn kết để phụ sắm này sắm kia cho bà, phải không? Yeah. Còn này nó thấy cái nhà rách vậy, nó toàn nó đi luôn. Yeah. Đi luôn tới vợ. Kiểu như là thấy nhà nghèo rồi bỏ đi luôn á. Bỏ đi luôn. Chắc là bà cũng định. Nó giờ nó lớn nó cũng có vợ rồi. Nói, nếu mà mình về với bà này phải mắc lo đắng đâu mà gì bà đâu có bắt buộc. Lúc còn buộc bà lo cho bà. Phải không? Yeah. Mà nhưng là thôi nó nghĩ sao cũng được. Để coi từ nè. Từ đây tới sau này có nó có về nữa không? Ở, con biết nó ở đâu? Ở với Tân Sưng nè. Yeah. Tân Sưng Ba Tri đó con biết không? Yeah. Chứ không phải đâu xa, không phải nó ở đâu ngoài quê, ngoài miền Trung rồi hay là đi xe tốn tiền. Còn đây con biết ở dưới đó có xe nổ, yeah. Đi lên mấy hồi. À biết là con bà đang ở Tân Sưng đúng không? Ở Tân Sưng. Dạ, yeah, cũng gần mà. Cũng gần. Thí dụ có xe nổ đó, đi mấy hồi ha. Yeah. Mà nhưng nó không muốn đi. Nó không đi. Kiểu như không muốn về ha. Không muốn về. Bà buồn dữ không? Mà cũng buồn. Đôi khi thấy người ta có con mà mình con mình vậy cũng buồn. Đôi khi họ cũng hỏi bà hỏi con được có về thăm không? Thì bà nói nó không có về, nó không về chứ sao phải không con? Dạ. Chứ nói nó không về mà nói về sao được. Ừ.
Con biết bà rất là buồn khi mà bà ở một nơi như thế này. Bà cũng cần có con để tâm sự. Bà cũng không cần con phải cho bà tiền hoặc là cho bà đồ ăn đâu. Chỉ cần có người con an ủi động viên bà cũng vui, đúng không? Mà nhưng nó không có về. Nhiều khi bà cũng ước mơ nó về mà nhưng nó không có lên, nó không có về đây. Cũng có vợ rồi, cũng có con một hai đứa rồi chứ con. Mình mà nghèo khó, mình có nghĩ tới mẹ mình á, thì mình về mình thăm rồi nói chuyện với mẹ, mẹ cũng vui rồi. À, chứ đâu phải cần để cho bạc, cho tiền gì đâu mà nó sợ. Rồi Tết năm nay bà định ăn Tết làm sao? Tết năm nay hả? Thôi bà cũng kệ Tết, bà cũng có gạo rồi người ta cho đó. Rồi ta cho tiền mua cá rồi ăn không? Vậy á. Trong những năm vừa rồi bà có năm nào mà Tết khó khăn dữ không? Có năm bà cũng khó khăn mà nhưng mà bà cũng tỉnh bơ chứ không sao. Nhưng bà cũng đốt nhang Phật, đốt nhang cầu nguyện Phật. Lúc đó là bà khó khăn sao bà? Khó khăn là mình không có tiền nữa. Năm nào nhớ không? Không có nhớ, cách đây cũng năm, hai năm vậy. Khó dữ dội, trong mình không có tiền bạc nữa con, găng nữa chứ. Là mình không có tiền để em mua gì luôn hả? À, không có tiền mua luôn rồi, với nhang rồi đó. Cái đầu mai quá cũng có bà đó, cũng vợ, cũng làm bác sĩ á. Bà ở tuốt ngoài kia kìa. Cái bà vô và cho bà tiền. Bà cho được mấy trăm. Một trăm nhỏ đó con. Trăm, được 200. Cái bà mua nhang rồi đốt Phật, cái còn nhín mua cái gì ăn vậy thôi coi, cho nó qua cái Tết đi. Rồi Tết thì tính. Năm nay bà ăn Tết mình, bà buồn không? Buồn mà nhưng mà năm nay không biết sao, không biết tiền bạc hay bà có không nữa. Nhưng rồi để tới đó có ai nghĩ tới người ta cho đó con. Rồi mình mua, còn không có là thôi chứ sao giờ. Con bà không về bà buồn không? Không về cũng buồn chứ, cũng buồn nữa sao mà con mà không về. Rồi bây giờ con quay, bà có lời nào bà gửi tới con bà không? Bà nói đi con bà nghe đó. Vậy hả? Gửi là cũng như là mình nói giờ má muốn con về thăm mẹ. Để mẹ con nói chuyện. Mẹ con nói chuyện cho vui, cũng nhớ con. Chứ không phải không nhớ. Người ta có con rằng mà mình không có ai hết. Cũng như Tết này là mong cho nó về đây chơi vui. Vui. Còn nói bình thường hả? Giờ không biết nó ở đâu mà nhân là bà uống Tết này về đây chơi. Về đây thăm bà đồ để nói chuyện rồi vậy đó. Nhưng là con lên đài này nó coi này chắc nó biết. Nếu mà anh có xem thì anh biết đó bà. Nếu mà mở coi xem cho biết. Em cũng mong là anh có xem được clip á, về ăn Tết với mẹ cho mẹ vui. Chứ để mẹ sống một mình ở căn nhà thì mẹ cũng buồn. Mẹ mình sinh mình ra thì anh dù khó khăn cách mấy á, mà anh về anh chỉ cần gặp mẹ anh thôi thì mẹ anh cũng vui. Chứ để mẹ một mình đây tội nghiệp cho mẹ. Tết thì các người mẹ, các người cha mong muốn là các con về đoàn tụ những ngày Tết là rất là vui rồi. Chứ cũng không cần quà cáp gì đâu. Tình thương của con cái dành cho cha mẹ để giúp cho cha mẹ vui mừng, đúng không bà? Đúng rồi. Ai cũng về, Tết cũng về nhà, đâu phải không về, phải không con? Năm nay là con chúc bà ăn Tết vui vẻ nha. Cảm ơn con. Bà đợi con xíu, con đem cho bà ít quà ăn Tết nha. Đứng đây hả con? Bà đứng đâu cũng được. Đứng ngay cửa nhà thì. Nay xuống tặng quà cho bà nè. Cảm ơn chú này. Thôi từ từ để con để bà đi xích vô trong đi. Thấy thương bà quá cô chú anh chị. Từ nãy giờ bà chưa biết còn ai hả? Chưa. Chưa đúng không? Quà này là của sư cô
bên hội từ thiện đi vị thiên hòa Úc Châu tặng cho bà ăn Tết. Dạ, cảm ơn. Con nè. Dạ. Mỗi lần con có xuống rồi phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, xuống. Xuống mua cái này cái kia này nè, đúng phải rồi. Không? Đúng rồi. Nãy qua họ có lại đây họ hỏi coi chừng gì nói. Nhưng mà từ nãy giờ bà không biết hả? Không biết. Quên. Quên ha. Ừ. Bây giờ bà soạn đồ đi, con có mua nhiều đồ lắm á, để cho bà ăn Tết á. Bây giờ cũng sắp Tết rồi nên là con mua đồ. Chẳng là coi á hả? Dạ, mở coi đi cho chị cô xem cho vui. Ừ, cho bà coi luôn hả? Sô-cô-la, rồi đó là trà bí đao, rồi cái đó là trà. Cái này trà con. Dạ, trà để mình cúng những ngày Tết á. Còn này gì không biết con. Cái đó là lạc xưởng. Lạc xưởng á. Dạ. Lạc xưởng, còn cái đó là sô-cô-bai. Cái này bánh. Dạ. Còn cái hộp này gì quá mặn luôn. Hộp này lớn. Quá trời luôn hả? Ừ. Bánh luôn á. Cái này cũng bánh luôn anh. Dạ. Con mua để cho bà, để dành những ngày Tết bà có cúng. Để đi nha, để dành Tết cúng. Dạ. Cái này cũng bánh hả chứ. Dạ, bánh luôn bà. Ừ. Rồi cắt vô ha. Bà cắt vô ha. Dạ. Mừng dữ không? Mừng. Dạ. Con có lời nói sư cô, bà cảm ơn nha. Dạ. Bà không có gặp mặt sư cô. Ừ. Bà nói đi là sư cô nghe hết à. Thì hôm nay con quay thì bà muốn nói gì bà cứ nói là sư bà cô nghe. Bà nói sư cô. Nói là bà cảm ơn sư cô nha con. Dạ. Cái này là xưởng để ăn Tết. Dạ, để ăn Tết. Con có quà cho ăn Tết là Tết. Có rủi mà con nó có về mình nói cái này, nói này nó cũng quê lắm vì nó là nó phận sự là con mà con không tính là cũng quê lắm nhé chứ. Để giờ tới Tết có về cô bà nói nha, bà để đây chút sách vô nha con. Dạ thôi để con đem vô không cho. À. Để bàn cũng được nữa con. Dạ. Từ hồi nãy giờ bà không biết con hả? À. Không biết không hả? Không, quên. Trời ơi. Ừ. Con xuống nhiều lần mà quên. À, quên. Xuống tủ đồ, hồi hồi tủ đồ con cho không? Đúng rồi, con không á. Giường nữa. Trong nhà của bà là con cho hết á. À, tất cả mạnh giàu giàu. Cái đầu mới con mới cho nha, cái đầu cũ con không biết à. À. Dạ. Nhưng mà bà không nhớ tới con luôn ha. Chắc do con đeo khẩu trang. Bị đeo khẩu trang không nhìn kỹ ha. Dạ, với bà lớn tuổi á. À, lớn tuổi rồi không nhìn nhận. Như hồi nãy con cũng nghe bà hỏi có phải con không, con im lặng á. Nên là bà cứ tưởng là không phải đúng không? Bây giờ thì phải nhớ chứ. Bây giờ nhớ chưa? À, nhớ con cho mà không nhớ sao được. Dạ. Cũng nhớ hoài, nhớ sư cô. Dạ. Con có về nói sư cô và cảm ơn sư cô nha. Dạ. Ừ. Ủa bà ơi, con thấy mấy chai nước gì ở đây bà để đây vậy? Cái chai nước này hả? Dạ. Bà để tưới bình bông đó con. Dạ. Ừ. Tưới bình bông ha. Ừ. Ủa hình như là cái bàn này bà mới vừa để đây thờ đúng không? Để đây cho sạch sẽ. Dạ. Ừ. Con nhớ là lúc trước là con xuống là không có. Không có. Mà lúc này mới trượng lên mới để đó. Dạ. Ừ. Rồi mấy nay có xách nước tắm rửa chén đâu không? Có. Có hả? Mấy cái lu này có hết à. Nước đó là nước mưa sao bà? Cái này nước ở Bông Tên họ chở đổ đó con. Dạ. Có bữa chú kia, cái cô kia đổ giùm. Mà hai cái, ba cái lưu, hai lưu nhỏ với cái hồ 140.000. Dạ. Yeah. Là nước mình mua hả? Nước mua. Yeah. Cô kia mua cho bà 140.000. Dạ. Yeah. Cô kia tốt quá ha. À, cô cũng lại, cô cũng giếng lâu lâu đi ngang cái ghé qua. Dạ. Yeah. Quá bà ở công mình mà. Dạ. Yeah. Con thấy là cô đó nấu đồ ăn nhìn ngon ha. Ừ. Có ở đâu đặng chưa giờ, đâu ở đằng nhà. Dạ. Rồi lại tuốt ở đằng mé mé bển đó không. Dạ. Từ hôm bữa giờ là bà có trong con xuống không? Có, bà mới nói hôm qua kia với cái cô kia bữa nay trời sao mọi lần có chú kia xuống bà chỉ hỏi đồ đó, rồi bà nói chú cho cái ghế nằm nè với cái ức chén với cái giường trong với cái tủ để quần áo. Dạ. À, cái bà nói chú tốt quá. Chắc là bữa nào chú xuống á, bà mới nói vừa đây là bốn hôm là con xuống tới á. Dạ. Bây giờ bà lấy đồ bà cúng luôn đi bà. Trà này mình để trên được á. Cái này lấy xuống. Dạ. Giang hộp.
Nay bà thấy con xuống mừng quá ha. À, thấy xuống mừng chứ. Dạ. Cái này trà ha con. Đó là sô cô la. Đó là sô cô la mà. Này trà này có hộp đó, đúng rồi. Trà. Để đây con quay bàn thờ đồ về cho. Cho cô coi, cô thấy ha. Dạ. Cái hộp ngoài bánh á. Đó, đó bánh á. Bánh. Để đây. Dạ, để đó như vậy. Vậy là mình để luôn luôn tới Tết cũng được vậy con. Dạ, cũng được mà. Tại vì bây giờ cũng sắp Tết rồi. Cái này để lên. Mình để mình mời mấy ông mấy bà về ăn ha. Mấy ông chứng giám hộ độ. Vậy chứ vậy con. Ha. Dạ. Để vậy. Đó. Thường ngày mỗi năm trong nhà bà có bánh trái không? Không, không có cái gì hết. Vậy hả? Chỉ có bà nấu cơm ăn vậy thôi con. Dạ. À, rồi, cái đó. Vậy là năm nay là trong nhà bà có bánh trái à, ha? Có bánh trái. Bà ngồi một cái ngang con. Dạ. Chỗ này trưa bà ra bà nằm hả? À, trưa bà nằm đây nè. Rồi tối? Tối bà vô trỏng. Dạ. Còn cái võng này? Cái võng bà ít có nằm lắm. Dạ. Lâu lâu nằm. Ừ. Còn cái giường này nằm thường với cái giường trọng á. Dạ. Cái này cái ghế trưa bà nằm đây ngủ trưa nè. Dạ. Rồi cái tối bà vô trọng á. Vô trọng nằm êm đệm rồi êm mà mát lạnh ngủ. Ừ. Dạ. Bữa gài bà nằm trọng bà ngủ thấy sao? Ngủ êm, ngủ ngon lắm. Ngon lắm ha. Ừ. Ngủ có khi bà ngủ quên tới bà nói thôi để 4-5 giờ dậy ngủ đi. Tại làm sao giờ dậy, Mỹ dậy thấy mặt trời sáng trưng hả con? Dạ. Từ hôm bữa giờ bà cũng không biết con tên gì hả? À, không biết. Con tên Nghĩa. Dạ hả? Dạ. Tại vì con đi quay con cũng ít nói tên con á. Thì à, con chỉ tới nơi rồi con hỏi thăm bà con rồi con quay thôi à. Con biết mai mốt ai có hỏi con cho đồ quà nè. Cứ nói cậu Nghĩa ở Sài Gòn. Dạ. Xuống cho. Đó bà mới nói đây 4-5 ngày là con xuống nè. Dạ. Ừ. Do là bây giờ cũng gần Tết rồi, còn ít hôm nó tới Tết rồi. À, ít hôm. À, xem là con trai bà có về hay chưa. À, chưa. Rồi tặng cho bà ít quà để bà ăn Tết. À. Chứ bà khó khăn mà Tết không có gì ăn cũng buồn lắm á. Cảm ơn con nha. Dạ. Tết mà mình có con cái về mà mua ít quà hoặc là về nói chuyện với ba với mẹ cũng vui. Ờ, đúng rồi. Mà nếu mà giờ đây tới Tết để coi con quay mà con lên đài này nó coi nó có thấy không, nó thấy là nó cũng đau lòng lắm chứ. Con mà con còn lại đây cho mà nó mà 2-3 năm mà nó không có rú về đây thì cũng buồn. Nhưng mà mình thương con mình thôi thì cứ bỏ qua hết ha. Con biết nhiều khi bà không tiền cái bà nói trời ơi bữa nay không có tiền mai là lấy đâu mua cá. Cái nói đâu con họ cái sáng lại cái bà kia mua cá rồi kho đem đợi cho bà. Dạ. Mà bà ở tuốt ngoài kia nghe con. Ở vậy chứ vợ của bác sĩ rồi chứ không phải sao vậy nghe. Dạ. Đi tuốt vô đây thăm bà. Ừ. Do là bà tối bà ngủ bà hay niệm Phật á nên là Phật thương á, Phật biết bà cần giúp đỡ nên là có đúng bà rồi, con tới giúp tối đỡ bà. Cái bà lành chuỗi niệm kinh. Yeah. Có máy tụng kinh hả con, mở máy rồi để nghe ăn hồi rồi đi ngủ. Yeah. Đêm nào bà cũng niệm ha. Đúng rồi, đêm nào cũng vậy. Còn sáng 4 giờ bà cũng vậy, mở máy tụng kinh, đốt nhang rồi giấy giang. Chỗ giấy giang, chỗ mình ở nè con. Yeah. Giấy giang. Bà cũng cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Cái này là quà của sư cô của bà, con chỉ đem xuống để tặng cho bà để cho bà có quà ăn Tết cho vui. Con nha. Nhớ nói bà sư cô, bà cảm ơn sư cô nhiều lắm nha. Dạ. Ừ. Biết lo cho bà giờ đây tới Tết nữa, ăn dạ. Tết nữa. Bà đi thấy thương lắm cô chú chị. Bà đi bằng chiếc gậy như thế này nè. Ngồi hay đứng con? Bà ngồi đi bà. Đứng đi. Đứng hả? Nè. Đứng cho khỏe hay sao? À, đứng. Đứng dậy đi cho nè, dậy được không? Bà muốn sao cũng được á, bà muốn ngồi cũng đứng hà. À, ngồi ha. Ngồi nó khỏe hơn đứng ha con. Dạ. Thôi ngồi dài đây, ngồi ngay cửa nhà luôn. Dạ, bà ơi, bà cho con hỏi là từ hồi đó giờ có ai lì xì bà chưa? Từ lúc mà bà ở đây nè,
Tết á? Không, không có ai cho. Chưa có lì xì hả? Ừ, chưa cho gì hết. Tết là không có lì xì hả? Không, không có đâu. Từ hồi nhỏ lớn bà lì xì được nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Một bao lì xì á? Một bao lì xì cũng được 5-3 ngàn con. 5-3 ngàn ha? 5-3 ngàn cũng trong cái bao á. Dạ. Mình mở ra thấy cũng mừng. Dạ. Đã mình không tiền mà mình không mừng sao được. Lúc mà bà không tiền bà mở trong bao lì xì được mấy ngàn? Lúc không tiền mà mở ra thấy trong đó được 5 ngàn. Ừ. Rồi cảm xúc lúc đó của bà sao? Bà mừng, bà bỏ túi rồi mừng. Bà để dành, bà nói thôi để dành qua ít ít đi. Mua chừng 500, 300 gì còn để lại. Đừng không mua nhiều. Mua ít ít vậy thôi. Ừ. Lúc đó có 5 ngàn sao bà mua được gì? 5 ngàn là bà mua cá đồ bậy bạ vậy con. Ăn chứ đâu có mua gì được. Yeah. Ừ. Mua sáng mua cá đấy. Về mượn cái cô kia mua rồi về cổ kho giùm. Yeah. Ừ. Từ hồi nhỏ tới giờ bà lì xì được nhiều nhất là bao nhiêu? Nhiều nhất là có người cho 10 ngàn, có người 5 ngàn, có người 2 ngàn, có người có 1 ngàn. Yeah. Nhưng là thôi kệ, người ta cho nhiêu mình cũng mừng. Do mình cũng khó khăn đúng không? À, đúng khó khăn mà mình không mừng sao được. Dạ, đồng tiền nó quá quý đúng không bà? À, đúng rồi, người ta cho mình là quý lắm rồi, chứ đâu mình đâu có làm gì cho người ta được đâu mà người ta cho mình quý. Chứ mình cũng đâu dám là nói ít nhiều vậy đúng không? À, đâu có nói ít nhiều. Tết là có tiền mua thịt, mua đồ, đồ ăn. Còn không mua thịt là con biết mua cá biển đó. Cá biển con này con kia đó, kho ăn. Tết mà bà ở một mình rồi bà ăn Tết chứ cá biển nhiều khi không có đồ ăn chắc bà cũng buồn lắm ha? À, cũng buồn. Buồn mà nhưng mà họ cho được gạo thì mình cũng mừng ha con. Dạ. Gạo mình nấu ăn. Dạ. Có đồ ăn thì mình cũng mừng, nhưng mà Tết là những ngày cả gia đình sum họp lại, đoàn tụ lại nấu những bữa cơm đơn giản nhất. À, cũng ngon nhưng mà đầy ắp nghĩa tình. Ví dụ khi con mà nó có về con thì bà cũng nấu cơm về mấy mẹ con rồi ăn. Dạ. Còn này nó không có về thì phải thôi chứ sao giờ con. Vậy là năm nay bà ăn Tết một mình nữa rồi. Để cả Tết coi có về không. Dạ. Thằng ở Tân Sơn nè, nó ở đây Tân Sơn này chứ đâu có xa. Dạ. 2 năm rồi ăn Tết có một mình à? À, có một mình. Nếu mà năm nay không về nữa là 3 năm. 3 năm. Nghĩa là trong con về nhưng mà cuối cùng rồi con không về. À, đúng rồi. Mẹ trong con về giữa mỗi cái Tết là mình cúng ông bà rồi con mình nhìn lại trong nhà mình đơn chiếc quá là không có con, không có ai hết, buồn lắm chứ con. Dạ. Tết ai người ta cũng về cha mẹ mà con mình gì kỳ không lú về. Chúc bà năm mới nhiều sức khỏe nha. Con cũng mong là con trai của bà năm nay Tết về ăn Tết với bà nha. Còn vài ngày nữa thì cũng Tết đó rồi. Vậy hả? Dạ. Tết mình đó hả? Dạ. Sắp. Ủa? Tết rồi. Ừ. Vì mau vậy hả con? Dạ. Hôm nay con xuống đây con cũng có món quà của sư cô ở bên Úc á. Tặng cho bà một bao lì xì để bà ăn Tết. Chúc bà lấy lộc ha. À. Bà nghe có bao lì xì bà mừng không? Bao lì xì bà mừng chứ. Dạ. Ở bao lì xì đâu con? Ở trong đó đó hả? Dạ, xíu nữa con lấy ra cho bà ha. À. Dạ, đây là bao lì xì của sư cô tặng cho bà. Để bà cầm đi rồi chụp hình ha. Dạ. Ở đây đi. Bây giờ bà cầm bao lì xì bà thấy như sao? Trời ơi, bà cầm bà mừng dữ lắm nha. Mừng không lẽ bà rung ha. Dạ. Mừng. Đâu gia đình đâu có ai con cái chị em gì đâu có ai nhìn con, đâu có ai nhìn. Vì vậy thấy mình nghèo khổ hay nhìn để làm gì. Bà bỏ túi nha con. Dạ. Bây giờ bà mở ra đúng đi. Mở coi ha. Dạ. Coi cho vui. Coi cho mừng ha. À, coi coi nhiều ha. Nhiều. Nhiều bây giờ ít nhiều gì cũng mừng nữa. Cổ cho 2 tấm này bà quá mạng rồi con. Dạ. Ừ. Để vậy là để vô ha. Dạ. Để vô lại. Là thấy sao, thấy sao? Là tất cả này là cũng như 10 ngàn phải không con? Không phải rồi. Ơi. Cái này nhiêu con nói coi. 1 triệu á. À, 1 triệu. Dạ. 1.500 nè, 2 1 triệu phải không? Dạ đúng rồi, chứ không phải 10 ngàn nha. Không phải 10 ngàn. Dạ. Đưa người ta ngu một rồi nói 10 ngàn. Dạ. Họ lấy luôn á. Có gì bà đem qua bà gửi cái chị nấu cơm luôn nha. À, đem qua gửi cái cô đó ha. Dạ. Con. Dạ. Ừ. Năm nay bà cầm bao lì xì thấy trong lòng sao rồi?
con làm ba mừng dữ lắm. Dạ. Chắc con đem xuống sư cô này để coi từ đây đổ lên coi coi ai có ai tới đây nữa thử cho tiền. Ừ. Với con rồi nó có về coi cho không con. Dạ. Nó về bây giờ không cho đi về bà cũng mừng nữa. Dạ. Mừng dữ tài lắm. Ừ. Hôm nay là nhận được 1 triệu mừng quá ha. À, nhận 1 triệu mừng quá. Đây là bao lì xì mà lớn nhất từ hồi nhỏ tới lớn đúng không bà? Đúng rồi, hồi nhỏ tới lớn giờ bà mới nhận cái này lần đầu tiên chứ không có ai cho cả. 1 triệu luôn. Ờ, 1 triệu luôn. Từ nãy giờ tưởng 10 ngàn hả? À, tưởng 10 ngàn. Con thấy bà tưởng 10 ngàn mà bà cũng mừng rồi đó. À. Nhưng mà con nói 1 triệu hết hồn không? À, hết hồn. Dạ. Yeah. Chắc con quay lên và bữa đó bà con trong xóm chúc mừng nữa ha. Bao lì xì lớn quá mà. Ừ, lớn quá mà. Dạ. Yeah. Lớn quá mà không mừng sao được. Dạ. Yeah. Đâu có ai mà cầm mà cho mình lớn dữ vậy con. Dạ. Ít lắm, không bao giờ có. Ừ. Bà ơi bây giờ thì cũng chiều rồi. Con xin phép bà con về nha. À, con về. Chúc bà sức khỏe, à. Chúc bà ăn Tết vui vẻ. Thì con cũng mong là con trai của bà về ăn Tết với bà. Ừ. Chứ để bà một mình ăn Tết ở một nơi hiu quạnh rất là buồn luôn á, rất là bà, tội nghiệp. Cảm ơn con nha, con cũng có lòng xuống đây mà giúp cho bà, mà sư cô cũng có lòng biết thương tưởng tới bà. Rồi lâu lâu con xuống chơi nha. Dạ, ừ. Khi nào có dịp thì con xuống à, thăm có bà. Có dịp là con đi. Dạ. À. Rồi tiền của bà nhớ cất cẩn thận nha. Bà gửi chị đó nấu cơm bà nha. À bà gửi tiền rồi nó mua gạo. Dạ. À. Còn hả tỷ con có ai cho gạo à? Bà đưa cho cổ Rinh về đặng để nấu. Dạ. Nấu cho bà ăn. Thôi nhưng mà con nhớ cái cục này nha. Dạ. Đừng quên. Dạ. Ừ. Bây giờ là bà đừng có buồn nữa nha. Con bà nếu mà về thì vui, còn không về thì thôi, bà gắng sống vui để bà có sức khỏe, sống dài nha, sống thọ nha. Sống thọ chứ đừng có buồn tuổi rồi chết sớm ha. Ừ. Thôi con về nha, chúc bà sức khỏe. Đúng rồi. Dạ, một lần nữa em Nghĩa xin phép là khép lại video tại đây. Em chúc tất cả cô chú chị được nhiều sức khỏe. Rất mong cô chú anh chị em xem cho em xin một like, một chia sẻ, một bình luận, một đăng ký kênh để ủng hộ em. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chúc cô chú anh chị năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình. Và xin hẹn gặp lại.